khởi tố bắt gì đây? Bắt. Bắt sâu luôn. Bẩn lắm. Ôi rồi lấy tay lên. Bẩn. Sâu đâu rồi? Lấy cây chứ. Chụp cây này. Đấy, cây con này. Chuyện này học lâu vậy ta? Đây là món thịt nước. Hôm nay sinh nhật mình khôi các bạn nhá. Mình làm một mâm dĩa thịt nướng này. Mời tất cả các bạn vào kênh của mình xem và ăn thịt nướng các bạn nhá. Đây là thịt nướng gấp rất là thơm ngon theo dân tộc cổ truyền của người Ê Đê. Đúng có đúng không ra? Có đúng người Ê Đê không ra? Đúng. Đây cả thịt vịt, thịt ngan, thịt gà nữa các bạn này. Rất là nhiều món. Đây là lợn mán nhá. Đây anh chủ đầu bếp, anh mình thuê anh ấy từ trên dân tộc về để làm cho mình cái món thịt nướng này này. Đây là mình khôi nhá, mình khôi các bạn này. Mình khôi chào các bạn này. À hai đấy, dễ thương nhờ đấy, mình khôi chào bạn này. Đúng đúng. Chính xác. Này bữa cơm của gia đình mình khôi nhá. Đấy. Sẽ ăn thịt nướng và tiết canh. Đây, chú có tiết canh đây. Đây, đây tiết canh mình khôi này. Rất là nhiều món các bạn này. Chủ yếu là tiết canh thôi. Đây, rất là ngon. Đây, mình khôi các bạn này. Mình khôi ơi. Mình khôi ơi. Hôm nay là buổi sinh nhật nhá. Tí nhá, mình khôi sẽ ăn cơm gia đình và ăn bánh sinh nhật nhá. Các bạn xem kênh mình khôi, ủng hộ mình khôi nhá. Đây là khâu chuẩn bị bước 1 của mình khôi, tí nữa sẽ là bánh sinh nhật thứ hai. Bây giờ mình sẽ nướng đây và anh sẽ tổ chức ăn uống trước gia đình mình khôi vào ngày cuối tuần các bạn nhá. Đấy, sau đó sẽ ăn bánh sinh nhật. Các bạn cùng theo dõi kênh mình khôi của mình nhá. Đấy. Này có kênh mình khôi rồi ba. Khói bốc lên rất là thơm, nghi ngút luôn các bạn nhá. Đây. Anh ở dân tộc nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp trai các bạn này. Chào các bạn nhá. Hôm nay gia đình mình khôi ăn bữa cơm cuối tuần các bạn nhá. Mừng sinh nhật nhá. Chúc chúc sức khỏe nhá. Tiến này này, mình khôi này. Hôm nay sinh nhật Bích Tiến. Thì gia đình mình khôi ăn cơm, mời bữa cơm thân mật cùng với gia đình những đứa bé. Tí nữa mình sẽ tổ chức bánh sinh nhật, các bạn theo dõi tiệc sinh nhật bánh của gia đình mình khôi rất đơn giản thôi nhá, nhưng mà đầy ý nghĩa. Đây mình khôi chuẩn bị tổ chức sinh nhật nhá, mới dựng bánh rồi, mới dựng bánh sinh nhật rồi. Mình khôi đâu rồi? Mình khôi và Nguyễn Tiến này. Đây, Tiến nhá. Tiến 4 tuổi rồi, mình khôi mới 2 tuổi rồi. Ôi giời, 6 tuổi à? 6 tuổi mà lớn thế. Đang chuẩn bị các bạn nhá. Khâu chuẩn bị đổ bánh ra để ăn sinh nhật. Đây là bánh ở đây. Nói chung là bánh tuy nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa. Ôi sao, tròn 6 tuổi. Ôi trời. Sinh nhật này Tiến nha. Khoai đâu rồi? Khoai nhìn thế nào? Khoai ơi, nhìn đây. Đây ông bà này, ông bà này. Mình chơi này, chơi trước mình khôi. Mẹ mình khôi này, mẹ Tiến này. Sinh nhật đấy. Tổ chức ăn sinh nhật đấy. Vừa ăn cơm xong thì bây giờ tổ chức ăn bánh sinh nhật nha, cùng gia đình mình khôi nha. Đấy các bạn ơi, bắt đầu này, bắt đầu này, bắt đầu thắp nến nha. Thắp nến nha. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Tiến đâu rồi? Sinh nhật Tiến mà. Tiến ngồi như vậy. Bật bóng lên, bật bóng lên nha Tiến ơi. Rồi. Thổi nhá, ui. Rồi. Cả nhà ăn bánh nhá. Ôi giời, lắm kẹo này. Đây là kẹo gì nhá? Kẹo gì các bạn nhá? Kẹo này tôi bóc cho nào. Bóc ra xem nào, có ngon không nào. Bóc ra để xem coi nào. Ủa siêu nhân. Có coi siêu nhân nào.
Siêu nhân. Chụp được mô à? Mẹ đã kêu con chụp mà con chụp. Wow, bánh ngon lắm các bạn ơi. Các bạn xem nhá. Bánh rất là ngon. Wow, ngon quá. Này. Mọi người ăn sinh nhật cùng Minh Khôi và Tiến này. Cười tươi nào. Mọi người xem video ủng hộ nhá, kênh Minh Khôi nhá. Cháu xin bác đi. Rồi. Ăn thì phải xin. Theo Dương Đỗ. Đây là hội trường ăn uống nha. Cắt nhỏ lên đây. To về ăn đi hết bánh. Nhỏ thôi. Ở bên Angola mi thấy anh nữa này. Đúng không? Có hồng lên nhá. Ăn không? Mấy giờ? Sao ơi cô đi. Mai ơi, đưa mặc lên nào. Đây được rồi. Này. Anh bệnh đây. Không được ba chi rồi. Không lên cho hồi đi. Không ngủ này cho đi công ty. Đi bạn gái.